Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6, ngày 7 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai quyết định và kế hoạch giám sát công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu xây dựng giảm mạnh, khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng gặp khó. Dự án đưa nghệ thuật múa rối vào trường học của hai học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thái Bình, nhận giải thưởng triển vọng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm nay. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai quyết định và kế hoạch giám sát công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thành lập đoàn giám sát công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022 do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Đối tượng giám sát gồm Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Thời gian giám sát dự kiến tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là cuộc giám sát theo chương trình kế hoạch công tác năm nay của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mục đích nhằm đánh giá đúng khách quan việc triển khai thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân giải pháp kiến nghị của các cấp các ngành. Đồng chí yêu cầu trong quá trình giám sát đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị được giám sát chủ động làm tốt công tác tự giám sát, phối hợp tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng trong chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét nội dung tờ trình số 29 ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình đợt 3. Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình đợt 3 cho 4 dự án khởi công mới với tổng nguồn vốn dự kiến là 49 tỷ đồng. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đơn vị địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và động viên nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên giám đốc hãng phim truyện Việt Nam, giám đốc sản xuất và đoàn làm phim điện ảnh Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm tại phim trường xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Phim điện ảnh Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào sản xuất. Bộ phim do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông Nam Phương sản xuất. Kịch bản của bộ phim khắc họa rõ nét cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Bà là một trong ba nhà thơ nữ nổi tiếng sống cùng thời với Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan. Bà không chỉ có tài thơ văn xuất chúng, mà còn là một người phụ nữ đức hạnh, một tấm gương sáng về sự hy sinh. Đặc biệt nhất trong sự nghiệp văn chương của bà là tác phẩm truyện thơ Trinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, được bà dịch từ chữ Hán sang chữ Nôm. Bao đời nay, Trinh Phụ Ngâm vẫn được truyền tụng và được trích dẫn trong sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường suốt mấy chục năm qua. Để khắc họa được hình ảnh chân thực về một danh nhân thế kỷ 18, cùng với những cảnh quay phù hợp cho bộ phim, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông Nam Phương đã lựa chọn thực hiện nhiều cảnh quay tại xã Tự Tân và xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi Thái Bình được lựa chọn để thực hiện các cảnh quay trong phim. Đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, giúp đỡ đoàn phim hoàn thành các cảnh quay. Chiều nay, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Trong quý 1 năm 2023, cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 37 đảng viên bằng các hình thức khiển trách và cảnh cáo.
thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên, trong đó có 2 trường hợp bị khai trừ. Phát biểu kết luận, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023, tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ, tham mưu điều chỉnh bổ sung cho phù hợp nội dung liên quan đến lĩnh vực kiểm tra giám sát. Thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra giám sát của cấp ủy Ủy ban Kiểm tra cấp trên, chủ động xử lý giải quyết kịp thời đúng quy định đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của đảng viên và công dân. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vào sáng nay. Quý 1 năm nay, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị địa phương đánh giá cụ thể, thực chất kết quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, bảo đảm sát với tình hình thực tế. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, từ đó chủ động triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu phát triển đô thị, rà soát đánh giá thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao mức độ, các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Chương trình thời sự tiếp tục với thông tin kinh tế. Nuôi thủy sản trong ao bán nổi đang là hướng đi được một số nông dân ở huyện Kiến Dương phát triển. Với nhiều ưu điểm so với ao truyền thống, phương pháp này đang được nhân rộng ở địa phương, với tổng diện tích trên 12 ha. Tại huyện Kiến Dương, ba xã nuôi thủy sản trong ao bán nổi là xã Vũ Bình, Bình Định và xã Vũ Hòa. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá truyền thống và tôm. Mỗi ao nuôi có quy mô từ 1 ha trở lên. Theo các hộ, khi chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo phương pháp nuôi mới này, tiết kiệm chi phí đầu tư, không cần đào ao, chỉ cần tạo dựng bờ mặt trên ruộng nên không phá vỡ mặt bằng. Đặc biệt, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn từ 5 lần trở lên so với cây lúa và nuôi thủy sản trên ao truyền thống. Huyện Kiến Dương xác định đây là hướng đi mới trong phát triển nuôi thủy sản tại địa phương. Theo kế hoạch phát triển thủy sản trong ao bán nổi giai đoạn 2022-2025, Kiến Dương sẽ chuyển đổi trên 340 ha đất cây lúa hiệu quả thấp sang phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi kết hợp với trồng lúa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời xử lý vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Chi cục chủ động tiếp xúc, gặp gỡ để nắm thông tin tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc hoặc đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan để kiểm soát chặt chẽ đối với những lô hàng có nguy cơ gian lận cao. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Thái Bình thu nộp ngân sách nhà nước hơn 700 tỷ đồng, bằng 30% chỉ tiêu được giao. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu xây dựng giảm mạnh, khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng gặp khó. Nỗ lực thay đổi bằng các giải pháp cụ thể từ chiến lược kinh doanh đến tiết giảm chi phí sản xuất được các doanh nghiệp triển khai thực hiện để ổn định sản xuất và duy trì tăng trưởng. Kết thúc tháng 3, doanh nghiệp này tồn kho khoảng 600.000 m2 gạch ốp lát các loại. Trong khi đó, các dây chuyền sản xuất vẫn phải chạy hết công suất. Vì đây là dây chuyền khép kín chạy 24/24 nên không thể dừng ở bất cứ thời điểm nào. Cứ tình hình này thì sản lượng tồn kho của doanh nghiệp tiếp tục tăng trong quý 2. So với các năm trước là cực kỳ khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là cái năm nay là vừa rồi cái giá khí này đã tăng giá, chi phí sản xuất đầu vào cho một đơn vị sản phẩm là rất là cao, giá thành cao. Trong khi đó thì giá bán ra rất là thấp. Hiện tại thì cái hàng tồn kho chúng tôi còn rất nhiều. Vừa rồi chúng tôi phải tìm cách là phải nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành và tìm cái cơ sở để xuất khẩu. Doanh nghiệp sản xuất gạch men là vậy. Còn các doanh nghiệp sản xuất xứ vệ sinh cũng không khá hơn. Tại công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu, kết thúc quý 1 năm nay, đơn vị đã sản xuất gần 100.000 sản phẩm xứ vệ sinh, tăng trên 10%. Giá trị sản xuất tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu lại giảm tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Để bù đắp khó khăn từ thị trường vật liệu xây dựng, doanh nghiệp này đang hướng mạnh vào mảng thị trường xứ dân dụng
để kéo lại tăng trưởng doanh thu. Kế hoạch tới của những cái quý còn lại thì chúng tôi đang tập trung vào trong cái thời điểm này tập trung vào đầu tư chiều sâu để mà cải thiện cái năng lực sản xuất cũng như là cái công suất sản xuất, đặc biệt là đầu tư các cái thiết bị công nghệ có cái xu hướng tự động hóa cao hơn để qua đó để cải thiện cái điều kiện làm việc lao động, nâng cao cái năng suất lao động và cải thiện cái chất lượng, đồng thời đa dạng cái mẫu mã để mà phù hợp hơn với thị trường. Để tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất, các cấp các ngành đang nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các giải pháp cụ thể từ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường cả trong nước và xuất khẩu, tập trung vào các nhóm khách hàng thị trường mới. Chúng tôi phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các cái đoàn xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng những cái lợi thế ưu đãi về thuế quan trong hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên, ứng dụng thương mại điện tử trong việc thúc đẩy xuất khẩu như là tham gia các cái sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp cùng với sự đồng hành của các cấp các ngành và sự chia sẻ của người lao động, không chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng mà cả cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Ngày 7 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, là dịp đề cao ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người. Dự án đưa nghệ thuật múa rối vào trường học của hai học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thái Bình nhận giải thưởng triển vọng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm nay. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, trong đó có 9 hồ sơ đủ điều kiện về các tiêu chuẩn. Chiều nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú tỉnh Thái Bình lần thứ 16 để tiếp tục xem xét thảo luận về các trường hợp này. Sau phiên họp hội đồng lần thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công khai danh sách 9 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của sở và gửi trên mạng văn phòng điện tử liên thông tới các đơn vị có liên quan. Trong phiên họp chiều nay, sau khi thảo luận, xem xét các tiêu chí, điều kiện theo quy định, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu kín. Kết quả, 8 nhà giáo đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tổ thư ký dựa vào những ý kiến tại phiên họp để tiếp tục rà soát một cách chi tiết, hướng dẫn 8 cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú đảm bảo hợp lệ, đúng quy định, chuẩn bị cho các bước tiếp theo để sớm hoàn thiện thủ tục xét tặng và công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Sáng nay, lễ phát động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện đã được tổ chức tại huyện Vũ Thư. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đến dự. Lễ phát động đã thu hút hơn 400 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Vũ Thư tham gia hiến máu. Hiến máu tình nguyện thời gian qua tại Thái Bình đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều người từng lo ngại hiến máu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng giờ đây đã nhận thức đầy đủ và coi việc hiến máu tình nguyện là việc làm quen thuộc hàng năm. Như chị Việt, không chỉ tham gia tại các đợt hiến máu tập trung, chị còn tích cực hưởng ứng những buổi hiến máu đột xuất do Hội chữ thập đỏ kêu gọi. Em rất là thích đi hiến máu, rất là cảm thấy mình rất là vinh dự để được trao đi những cái giọt máu. Có những người được nhận lại và những người được nhận lại đấy thì sẽ đều được khỏe mạnh như mình. Em còn muốn vận động nhiều người thêm nữa và cả nhà mình cùng đi hiến máu. Sau hơn 20 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thái Bình đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm nay, toàn tỉnh tổ chức phát động và hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, phấn đấu riêng đợt này tiếp nhận tối thiểu 10% lượng máu cả năm, tương đương trên 1.000 đơn vị máu. Trước đây thì có thể là chỉ là cán bộ, công chức, viên chức, nhưng mà cho đến thời điểm này thì nhân dân cũng đã tự nguyện đến hiến máu và chúng tôi rất là cảm kích khi nhiều gia đình, là cả gia đình đến tham gia hiến máu và tạo nên một cái không khí rất là sôi nổi, thể hiện một cái phong trào rất là nhiệt huyết của nhân dân trong huyện. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là cái hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa và tiếp tục thu được nhiều các cái kết quả tốt đẹp hơn, đáp ứng được cái lượng máu
cho cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh Thái Bình, góp phần vào cái công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Để hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục đạt kết quả cao trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương đơn vị cần phát triển duy trì nguồn hiến máu thông qua các câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm, khuyến khích động viên, tôn vinh khen thưởng kịp thời các cá nhân tập thể, gia đình tích cực tham gia hiến máu và vận động hiến máu. Hiến máu tình nguyện là việc làm có ý nghĩa cao đẹp và thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Tại Thái Bình, nghĩa cử này đang tiếp tục được nhân rộng và phát huy. Trong năm 2023, Thái Bình phấn đấu thu được ít nhất 13.000 đơn vị máu. Hướng đến môi trường làm việc khoa học, an toàn cho nhân viên cũng như cho người bệnh, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả mô hình 5S với 5 tiêu chí sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng, mang lại những cải thiện rõ rệt về chất lượng bệnh viện, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc hàng ngày, việc sàng lọc, sắp xếp lại trang thiết bị, tài liệu, loại bỏ những vật dụng không cần thiết đã trở thành thói quen của cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân. Cùng với đó, các khoa phòng cũng định kỳ tiến hành xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động hàng ngày của nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc điều trị người bệnh để xây dựng đề án cải tiến môi trường làm việc, đảm bảo hiệu quả tối ưu. Bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo 5S và tổ chức tập huấn cho tất cả các cán bộ. Thời gian đầu thì bệnh viện thực hiện 5S thí điểm ở một số các khoa phòng, sau đó thì nhân rộng ra toàn viện. Cho đến nay thực hiện 5S đã là việc làm thường xuyên. Các khoa thực hiện 5S ở xe tiêm rồi tủ thuốc, tiết kiệm được thời gian và tạo cái môi trường trong sạch cho nhân viên y tế và cho người bệnh. Tại nhiều bệnh viện, toàn bộ từ hành lang đến buồng bệnh đã được thiết kế lại, có biển chỉ dẫn rõ ràng, phân chia khu vực phù hợp, bổ sung cây xanh tạo không khí trong lành, hệ thống xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn và quan trắc định kỳ. Thực hành 5S đã ngăn chặn, hạn chế nhầm lẫn sai sót do thiếu tập trung như trước đây, tránh lãng phí do thuốc vật tư y tế quá hạn, tồn kho, tăng hiệu quả kinh tế, tăng hiệu suất công việc, tạo thói quen làm việc khoa học của nhân viên y tế. Ở khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc ấy, bệnh nhân của chúng tôi thì hầu hết là bệnh nhân rất là nặng. Khi thực hiện 5S thì ở các vị trí luôn sẵn sàng rồi, thì các dụng cụ rồi các trang thiết bị rồi thuốc lúc nào nó cũng ở đúng vị trí và không có cái luống cuống trong vấn đề cấp cứu người bệnh, nên nhiễm chéo ở bệnh viện hạn chế được rất nhiều. Việc thực hiện 5S này thì không phải đối với lỗi cán bộ y tế mà cả bệnh nhân nữa, thì là nồng ghép vào các cái buổi đi buồng và điều dưỡng trưởng cũng như là của các nhân viên y tế đấy, là sẽ đi nhắc nhở bệnh nhân là thu dọn đồ đạc, sắp xếp đồ đạc ở trong khoa phòng, dọn sạch rác thải các thứ, là phân loại đúng cái quy định và vứt đúng nơi quy định. Nguyên lý của 5S không khó, song việc áp dụng phải là quá trình liên tục, lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực và ý thức tự giác cao. Xây dựng bệnh viện 5S không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát sự cố tốt hơn, đảm bảo an toàn cho người bệnh, mà còn tác động tích cực tới tâm lý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả cán bộ, nhân viên y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong nền nghệ thuật sân khấu, múa rối là bộ môn độc đáo. Đây còn là loại hình nghệ thuật diễn xướng hiếm thấy trên thế giới, là đặc sản văn hóa của Việt Nam. Thái Bình là một trong những cái nôi sản sinh ra nghệ thuật độc đáo này. Xuất phát từ thực tế đó, hai học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thái Bình đã xây dựng dự án đưa nghệ thuật múa rối vào trong trường Trung học cơ sở, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh. Dự án xuất sắc nhận được giải thưởng triển vọng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm nay. Một buổi biểu diễn múa rối bóng ngay tại lớp học, sân khấu chân thực, nội dung phong phú, khán giả là những bạn học sinh rất hứng thú. Đình Phát và Minh Anh trở thành những nghệ nhân múa rối thực thụ. Hai em cũng là chủ của dự án đưa nghệ thuật múa rối vào trong trường trung học cơ sở, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh. Để có được buổi biểu diễn múa rối trên lớp học, từ ý tưởng, kịch bản đến sáng tạo ra những con rối đều được chính các em thực hiện. Chúng em rất là tâm đắc với dự án này và chúng em đã dồn hết công sức để hoàn thành dự án. Tranh thủ những thời gian rảnh, chúng em cũng thực hành làm con rối, luôn nhẩm được cái cốt truyện ở trong đầu và tự hình dung khi mình biểu diễn thì mình phải làm những công việc gì. Sự đồng hành của các giáo viên đã rút ngắn khoảng thời gian để dự án được trở nên hoàn thiện. Mất khoảng một năm từ lúc lên ý tưởng đến khi triển khai, cả cô và trò đều gặp rất nhiều khó khăn. Cô và trò đều là những người gọi rằng là làm cái công việc này là nó chưa phải là những cái công việc đã quen. Đấy. Và khi mà để gọi là tạo dựng các hoạt cảnh
Và mỗi một hoạt cảnh thì nhân vật luôn luôn mới, đòi hỏi cô và trò là phải có sự sáng tạo. Và mỗi một lần sáng tạo là một lần gặp khó khăn. Tuy nhiên là với cái lòng yêu mến nghệ thuật và cũng như là sự quyết tâm cao thì những cái khó khăn đó cũng dần dần được tháo gỡ. Không chỉ có rối bóng mà nhiều loại hình rối mới như rối que, rối bè cũng được cô và trò thiết kế và đưa vào trong các tiết học. Nội dung mỗi hoạt cảnh đều được lấy trong các bài thơ, tác phẩm văn học. Từ đó, các em xây dựng nội dung thành các hoạt cảnh chứa được hình ảnh phong phú và đọng lại cảm xúc cho các bạn học sinh. Sau khi mà tham gia thì các bạn cảm thấy thứ nhất là rất là yêu thích đối với loại hình nghệ thuật này và các bạn thực sự rất hứng thú và rất mong muốn là đưa vào tiết học của mình để tất cả các bạn trong lớp có thể cùng được trải nghiệm và yêu thích nghệ thuật này. Dự án không chỉ giúp các bạn học sinh hiểu được về nghệ thuật múa rối truyền thống của Thái Bình mà còn giúp các em thêm yêu mến, tự hào và có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.